xe. Từ nhỏ sao em lại quyết định đi theo con đường này? Anh tin không, hồi xưa em mê hát lắm. Mà em cứ coi TV mọi người kêu là chỉ cần đam mê thôi là được. Không biết sao rồi đó chị em có được số điện thoại của anh Đàm Vĩnh Hưng á anh. Em mới học cấp 2 à. Khi chị em đưa cho em gọi. Em gọi luôn. Em bấm nút gọi. Alo anh Đàm Vĩnh Hưng hả? Ừ anh em ơi, em đam mê hát lắm. Rồi lúc đó đừng nói làm sao.